Vương Sùng Tiên phán đoán, đa số những vết kiếm kia là do đạo môn để lại, trong đó có một số cái có thể nhận ra là bố trí của kiếm pháp Trường Xuân. Mà những dấu vết bị lửa đốt kia hẳn là do tín đồ dị giáo xâm lấn gây nên. Trong cho tàn vẫn còn lại mùi ma pháp. Loại thuật lửa này không giống tam muội chân hỏa của đạo môn. Tam muội chân hỏa bắt nguồn từ bản thân người tu hành, là cương khí khi tu luyện thuần dương đạt được. Mà từ dấu vết còn lại ở nơi này xem ra, càng giống như một loại thuật phù chú kiểu thái dương chân hỏa, bắt nguồn từ lực lượng bên ngoài. Đạo môn cũng không phản đối mượn ngoại lực, ngược lại, có thể vận dụng năng lượng trời đất là chứng minh cho tu vi rất cao, ví dụ như cửu tiêu thần lôi của Lăng Tiêu phái, ngũ lôi chính pháp của Phủ Thiên Sư vân vân. Thế nhưng nếu tất cả mọi người của một giáo phái chỉ sử dụng loại pháp thuật này lại có vẻ có chút kỳ quái. Vương Sùng Tiên ngẩng đầu nhìn mặt trời treo giữa trời, người ta nói California nắng đẹp, quả nhiên là thế, cho dù ở khu náo nhiệt như Los Angeles vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng rực rỡ kia. Rời khỏi Trung Phu Quan, Vương Sùng Tiên đóng chặt cửa, kiếm thanh phong vẽ một dấu X lên cửa, khắc lên ra phong ấn Trường Xuân, thay thế giấy niêm phong vốn có. Sau đó, ông ta cầm kiếm đi về hướng bà lão chỉ. Một lão đạo mặc đạo bào, tay cầm bảo kiếm, bộ râu hoa dâm nện bước trầm ổn mà mạnh mẽ đi ở phía tây thung lũng San Gabriel của Los Angeles, rất nhanh đã thu hút ánh mắt của vô số người hoa. Đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đèn đỏ, xoay trái, rẽ phải, rẽ phải. Một dãy nhà lớn có tường ngoài màu đỏ xanh xuất hiện trước mặt. Vương Sùng Tiên dựa theo hướng bà lão chỉ, đi tới đường sứ mệnh. Một giáo đường mới tinh thu hút sự chú ý của ông ta. Thập tự giá trên đỉnh giáo đường có thêm một vòng tròn khác với các thập tự giá khác. Vương Sùng Tiên đứng ở cổng giáo đường. Thần thức bị một lực lượng thần bí ngăn cản, ông ta không có cách nào tra rõ tình huống bên trong. Một người da trắng từ trong giáo đường đi ra, tò mò nhìn thoáng qua ông ta, dùng tiếng Anh xua đuổi, nơi này không tiếp dị giáo đồ triều bái. Vương Sùng Tiên đứng ở đó không nhúc nhích. Người kia cho rằng ông ta không hiểu, liền dùng tiếng phổ thông sứt sẹo nói, đi đi, đạo sĩ thúi này. Vương Sùng Tiên vốn còn không dám xác định giáo đường này có vấn đề hay không, dù sao chạy đến địa bàn của người khác, xông vào tông đàn của người khác, nếu như sai thì sẽ rất xấu hổ. Nhưng người da trắng này khiến ông ta gần như có thể xác định, cho dù sai thật, chỉ bằng việc người đó nhục mạ đạo sĩ thì cũng nên cho bọn họ một bài học rồi. Vương Sùng Tiên vừa vung tay lên, người nọ đã bay lên như tranh trong gió, đập dầm vào cổng lớn và ngã xuống lối vào sảnh đợi. Có rất nhiều người đang ngồi thành tâm cầu nguyện ở hai bên lối đi, bọn họ hoảng sợ vì tình huống bất thình lình xảy ra, đồng loạt đứng lên. Bọn họ thấy một đạo sĩ tay cầm kiếm chậm rãi bước vào. Mọi người trở nên lo lắng như đang đối mặt với kẻ thù. Linh mục đang đọc kinh trên đài, một tay giữ lấy kinh thánh, một tay nắm cây thánh giá trước ngực, hỏi, ông là ai, tại sao lại xông vào đây? Đạo sĩ của Trung Phu Quan đang ở đâu? Vương Sùng Tiên hỏi. Vương Sùng Tiên nói bằng tiếng phổ thông, còn linh mục nói tiếng Anh, hai người ông nói gà bà nói vịt, nhưng mọi người lại đều nghe hiểu. Ông đột nhập vào thánh điện, mạo phạm tới thánh linh, tội ác không thể tha, linh mục nói. Giết ông ta, tín đồ phía dưới hô to. Linh mục giơ thánh giá lên, niệm thần chú. Vòng tròn trên cây thánh giá tỏa ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt như một mặt trời nhỏ. Đám tín đồ đột nhiên cảm thấy thiêng liêng và hưng phấn. Xin Chúa tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của ông, linh mục nói. Một luồng ánh sáng trắng từ cây thánh giá bắn về phía Vương Sùng Tiên. Vương Sùng Tiên xoay ngang kiếm, chắn ở đằng trước. Luồng ánh sáng trắng bắn vào vỏ kiếm và quay ngược trở lại, bắn trúng tay linh mục. Linh mục hét lên thảm thiết rồi vứt cây thánh giá xuống, sau đó lui lại vài bước, nhìn Vương Sùng Tiên một cách kinh ngạc. Ông là ai? Nói mau, bọn họ ở đâu? Vương Sùng Tiên hỏi lại, nếu không nói, tôi tự vào tìm. Linh mục xoay người đi về phía chính giữa tế đàn, đứng trước cây thánh giá khổng lồ, chỉ tay vào Vương Sùng Tiên, lớn tiếng nói. Tà đồ đến từ dị vực, ông xâm phạm thánh địa, làm tổn hại sứ giả của Chúa, ông sẽ phải chịu sự trừng phạt của Chúa, rơi vào vực sâu địa ngục, vĩnh viễn chịu dày vò trong bóng đêm. Ông ta làm dấu thánh giá trước ngực và đọc.
khuôn mặt của ngài hiện lên từ bóng tối, dáng màu phủ kín bầu trời, đối mặt với ngọn lửa của ngài, thế gian đều vui mừng. Cây thánh giá khổng lồ trên tế đàn bắt đầu sáng lên, ánh sáng tỏa ra rực rỡ đến chói mắt. Linh mục mở rộng vào tay, cơ thể được bao bọc bởi vầng sáng như vị thần giáng thế. Tín đồ phía dưới đều quỳ xuống, cầu nguyện theo. Ngài lệnh cho sao trời ẩn nấp, ngài lệnh cho trái đất sáng lên, ngài là vua của chúng thần, nhận đối mặt ngọn lửa của ngài, chúng ta đều được sống vĩnh cửu. Vương Sùng Tiên cảm nhận được luồng uy lực và năng lượng khủng khiếp như mặt trời rơi xuống của cây thánh giá. Toàn bộ đại sảnh giáo đường đều nóng rực lên, những chiếc ghế gỗ và những người quỳ dưới đó đều đang bốc hơi trong cái nóng. Lý A Tứ cảm thấy rất nóng, nóng tới mức như toàn thân đang bị thiêu đốt. Anh ta ngẩng đầu lên, thấy mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu, cách anh ta rất gần, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống vậy. Luồng ánh sáng trắng lóa mắt kia có một đôi cánh màu đỏ, đang phe phẩy ngọn lửa. Ngọn lửa đang lao về phía anh ta. Trái đất bị thiêu rụi trong ngọn lửa, chỉ còn anh ta chịu đau khổ và dày vò trong đống cho tàn. A! À. Lý A Tứ hét lên, cố gắng bò dậy khỏi giường mới phát hiện thì ra chỉ là một giấc mơ. Một tia nắng ấm áp, dịu dàng chiếu ngoài cửa sổ chiếu lên ga giường. Anh ta nghe thấy một giọng nói vang lên, A Tứ, tỉnh rồi sao? Giọng nói này vô cùng dịu dàng và ấm áp hơn ánh nắng mặt trời rất nhiều. Anh ta quay đầu, thấy Ngũ Ngọc Xuân ngồi trước giường. Ngọc Xuân, anh ta vừa mới bình tĩnh lại sau cơn ác mộng, lại đột nhiên nhảy dựng lên, tại sao cậu lại ở đây? Tối qua cậu uống say, tôi được quản gia hầu cho phép ở lại đây chăm sóc cậu, Ngũ Ngọc Xuân nói. Lý A Tứ cảm thấy choáng váng vô cùng, lúc này anh ta mới nhớ lại chuyện tối hôm qua. Tôi có nôn không? Nôn rồi, Ngũ Ngọc Xuân nói, cậu nôn trên xe. Nôn đến mức rối tinh rối mù luôn. À, tôi làm bẩn chiếc xe kia rồi sao? Lý A Tứ nhớ hôm qua anh ta ngồi trên một chiếc xe mới, trên đầu xe có một người vàng, nghe nói dòng xe này rất đắt, đắt tới mức cả đời này anh ta cũng không thể nào mua nổi. Không sao đâu, tôi lấy quần áo của cậu bọc lại rồi, Ngũ Ngọc Xuân nói. Quần áo? Nghe thấy hai chữ quần áo, Lý A Tứ mới phát hiện mình đang mặc đồ ngủ. Quần áo hôm qua mặc không biết ở đâu rồi. Nhìn cái gì vậy, tôi giúp cậu giặt sạch quần áo rồi. Cậu thay quần áo cho tôi à, Lý A Tứ đỏ mặt hỏi. Thì sao đâu, Ngũ Ngọc Xuân cười rộ lên, để lộ hai má lúm đồng tiền, đã lớn thế rồi mà vẫn ngại ư. Nụ cười của Ngũ Ngọc Xuân khiến Lý A Tứ tan chảy. Lâu rồi anh ta chưa từng cảm nhận được cảm giác tuyệt vời này. Thật giống như một ly rượu vang đỏ tưới vào tim. Sư phụ Vinh có làm canh giải rượu, để tôi lấy cho cậu uống, Ngũ Ngọc Xuân đứng dậy đi ra ngoài. Lý A Tứ vội vàng xuống giường, vội vàng thay lại quần áo bảo vệ, sợ Ngũ Ngọc Xuân quay lại thấy, nghĩ tới cảnh tượng tối hôm qua Ngũ Ngọc Xuân giúp mình thay quần áo, anh ta lập tức mặt đỏ, tim đập loạn. Cửa cọt kẹt mở ra, người bước vào lại không phải Ngũ Ngọc Xuân mà là Hầu Thất Quý. Quản gia Hầu, Lý A Tứ xin lỗi, tôi sẽ đi gác ngay đây. Hầu Thất Quý nói, được rồi, đợi tỉnh rượu rồi hãy đi, tiểu ngũ đã đi lấy canh giải rượu cho cậu rồi. Quản gia Hầu, thật ngại quá, tối hôm qua, hại ông lái xe đưa tôi về. Tôi lái xe không việc gì, chỉ là suýt chút nữa thì cậu nôn ra xe, nếu không phải tiểu ngũ trong cái khó ló cái khôn, dùng áo khoác của cô ấy đỡ cậu, sau đó, Hầu Thất Quý lắc đầu. Chiếc đó là xe mới, cậu Lý còn chưa ngồi lần nào. Khi đó Lý A Tứ mới biết rằng Lý Dục Thần còn chưa ngồi lên chiếc xe đó. Dù có ngốc anh ta cũng nhìn ra được, Lý Dục Thần cố tình giữ thể diện cho mình, để người khác không xem anh ta là một tên bảo vệ. Quản gia Hầu, tôi, Lý A Tứ không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình lúc này thế nào. Hầu Thất Quý nói, không cần nhiều lời nữa, sau này cứ làm tốt là được. Đừng phụ lòng bồi dưỡng và kỳ vọng của cậu Lý với cậu. Vâng, Lý A Tứ ra sức gật đầu. Ngũ Ngọc Xuân bưng canh giải rượu trở lại, Hầu Thất Quý nhìn thoáng qua cô ta, nói, cậu thật sự phải cảm ơn cô Tiểu Ngũ, cô ấy chăm cậu cả đêm không ngủ, còn lau người và giặt quần áo cho cậu nữa. Hầu Thất Quý nói xong, đi ra ngoài. Lau người cho, Lý A Tứ sửng sốt. Ngũ Ngọc Xuân cũng hơi đỏ mặt,
đưa bát canh cho anh ta rồi nói, đứng ngây ra đó làm gì, uống canh đi. Chấm. Vương Sùng Tiên một tay cầm vỏ kiếm chắn ngang trước ngực, tay kia làm dấu chỉ kiếm, quần áo trên người bay lên, một luồng cương khí khủng khiếp bao quanh cơ thể ông ta tạo thành một cái khiên, ngăn ngọn lửa đang cháy. Cả giáo đường đều bị luồng ánh sáng trắng chói mắt cắn nuốt, tất cả mọi người cầu nguyện trong đại sảnh đều biến thành tro tàn. Tiếng linh mục tụng kinh vẫn còn đang vang lên. Chấm, ngài lệnh sao trời ẩn nấp, ngài lệnh cho trái đất sáng lên, ngài là vua của chúng thần, đối mặt với ngọn lửa của người, chúng ta đều được sống vĩnh cửu. Vương Sùng Tiên nheo mắt niệm chú, kiếm chỉ lướt qua vỏ kiếm chắn ngang. Một tiếng leng keng vang lên, kiếm thanh phong xuất vỏ, hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh xuyên vào bên trong luồng ánh sáng màu trắng. Luồng ánh sáng lập lòe rồi tắt hẳn. Trong nháy mắt đó, đại sảnh chìm vào bóng tối trong chốc lát, như thể tất cả ánh sáng vừa rồi đều đã dùng hết. Sau một lát, ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ mới chiếu vào. Trong đại sảnh không còn lại gì cả, những hàng ghế gỗ và cả những người cầu nguyện ở đó đều đã biến thành tro tàn. Trong đống tro tàn, chỉ có một mình Vương Sùng Tiên đứng đó, tay trái cầm vỏ kiếm chắn ngang trước ngực. Ở trên cao của tế đàn, cơ thể linh mục bị ép sát vào cây thánh giá. Đôi mắt trợn trừng như cá chết, trong mắt còn lưu lại sự hoảng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một thanh kiếm cắm vào ngực ông ta, lưỡi kiếm đâm vào tim, xuyên qua cơ thể và ghim ông ta lên cây thánh giá. Vương Sùng Tiên nhíu mày. Trận chiến này nhìn qua có vẻ dễ dàng nhưng thật ra lại không đơn giản như vậy. Tất cả năng lượng thiêu đốt đó không xuất phát từ người linh mục kia. Theo tiêu chuẩn của huyền môn hoa hạ. Tu vi của vị linh mục này cùng lắm chỉ là nhập môn. Nhưng ông ta lại có thể có được năng lượng kinh khủng ấy nhờ việc đọc kinh và triệu hồi. Năng lượng này đến từ đâu? Vương Sùng Tiên không biết. Lúc nhỏ khi ông ta nghe sư phụ giảng về các thuật pháp cổ đại, yêu ma thần thuật đều có rất nhiều pháp hàng chú, không tu cho bản thân, chỉ cần có lòng thành kính và tín ngưỡng là có thể có được sức mạnh của thần. Nhưng sư phụ cũng nói. Những thứ nguyên thủy đó đều lạc hậu, không có ích gì cho việc tu hành nên sớm đã bị đào thải. Kiếm chỉ thu lại, kiếm thanh phong lập tức rút ra khỏi người linh mục, bay ngược trở về vỏ. Vương Sùng Tiên giơ kiếm lên trước, đi qua đại sảnh giáo đường ra đằng sau. Lý Dục Thần đã nói với ông ta, khi đụng tới Thái Dương Thánh Giáo, điều phiền phức nhất không phải là bọn họ dùng thuật, mà là tất cả tín đồ của bọn họ đều bị tẩy não và được cấy thuật tín ngưỡng vào. Ông ta không thể đào được bất kỳ bí mật nào trên người bọn họ, dù ông ta có dùng cách nào đi nữa, trước khi bọn họ ở miệng, tín ngưỡng của bọn họ sẽ sụp đổ, sau đó linh hồn của bọn họ sẽ chết. Giáo đường này cũng không lớn, so với những giáo đường lớn nổi tiếng, nơi này vừa nhỏ vừa đơn sơ. Theo lý mà nói, trong giáo đường nên có những giáo đồ hoặc linh mục khác nữa, nhưng không biết họ đã nghỉ ngơi hay là vì lý do nào khác, đằng sau giáo đường đều trống không. Không có lấy một người. Vương Sùng Tiên rất ngạc nhiên, trực giác bẩm sinh sau khi lịch kiếp mách bảo ông ta rằng, nơi này đang che giấu một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Chính vì sự nguy hiểm này mà ông ta phán đoán rằng nhất định không có ai biết về bí mật của ngôi giáo đường này. Thần thức tìm kiếm mỗi một góc ở đây, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Sau đó, ông ta phát hiện ở phía cuối hành lang kia, bức phù điêu chúa vác cây thánh giá trên lưng ở vách tường kia có hơi kỳ lạ. Bức phù điêu này khi nhìn bằng thần thức và mắt thường có sự khác biệt. Dùng mắt thường thì thấy rằng chúa đang giang hai tay, hai chân khép lại giống như những bức tượng Giê-xu trong nhiều giáo đường khác. Nhưng khi nhìn bằng thần thức thì lại thấy, chân chúa có hình chữ lớn, tay chếch về phía trước. Vương Sùng Tiên đi tới, đứng trước vách tường, dùng tay chạm vào bức tường và đẩy về phía trước. Vách tường vỡ tung ra, để lộ một cái lỗ, phía sau cái lỗ là một khu vườn đầy hoa. Từng đợt hương hoa phả vào mặt. Nơi này là khu vực trung tâm thành phố, Vương Sùng Tiên chắc chắn vừa rồi ông ta đã điều tra ra, xung quanh ngôi giáo đường này đều là nhà ở và đường phố, không thể nào có một khu vườn lớn như vậy được. Ông ta chui qua lỗ trên tường, đi qua biển hoa, sau đó thấy một mặt cỏ bằng phẳng, có lẽ là lớn như một sân bóng. Có rất nhiều người ngồi quây quần trên bãi cỏ, bọn họ đều mặc áo đen, dùng tấm khăn đen che đi khuôn mặt, chỉ để lộ hai con mắt. Giữa bãi cỏ có vài cây thánh giá, trên mỗi cây thánh giá đều có một người đầu tóc bù xù,
không mặc quần áo bị trói. Phía dưới cây thánh giá là một đống củi khô. Trông có vẻ là đang muốn thiêu chết bọn họ. Vương Sùng Tiến rất nhanh chóng nhận ra, một trong số những người bị trói trên thánh giá chính là Kim Tam Mộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.